mình sẽ bán thế nào, người ta tin tưởng hơn không? Rồi, chắc chắn rồi. Em xuất đi Hồ Chí Minh, Đồng Nai nhiều mà, đi xa nhiều lắm. Thế bây giờ nó thương mại thì nó phát triển đấy, đúng không? Nói chuyện mới mình bán. Em gửi cho em này, em không cần em phải đặt cọc. Anh đọc, em gửi đến nhận hàng thanh toán, mở hàng rồi xem. Nhìn cái loa vệ tinh của nó thế này, anh nào mặt đẩy lên trên này, không đẩy ngang này. Thế thì nó hỗ trợ chuẩn giả tin rồi thì. Đúng rồi. Thế thì mình mới phải đi mua cái khác thì anh đang đây rồi phải đi mua thì đúng không? Nặng thế thì. Anh lấy hai cái nguồn này cấp cho hàng này. Đây, cắm vào trạng đấy là được nha. Chỉ còn là cho ý chắc chẳng có cái gì đâu thôi. À vâng. Cái này chắc để mình treo cái loa dài hay mình treo cái loa ngắn cũng được. Dạ, treo loa này. Loa này. Thế cái mình để dùng kẹp này được không nhỉ? Loa ngắn này, loa ngắn không? Loa ngắn nó chủ yếu là nó rẻ thôi. Vâng. Mình chế mình để đúng rồi. Anh chế thì cái đấy nó tùy anh thôi, nhưng mà nó sinh ra là nó để cho cái loa rồi. Xe ở đây vô đưa nhỉ? Thoải mái đi, chỉ sợ nó đưa mà thôi, nhưng mà cho nó không làm gì đâu. À không được. Ở đây nó có mắt lớn, còn chỉ hướng đi cho mình đánh nó vào cái gì. Wow. Cái để đây này được. Nó nháy lạnh ngay lại rồi, nó tìm mà đúng không? Không được nó chuyển về chắc phải đỏ đúng không? Đấy nhé, kết nối rất được sẵn thành luôn. Biết rồi, cái đồ này thì... Nói chung anh em mình dân toàn dân điện thoại IP này cũng được sẵn. Cái gà bớt anh lắm. Đúng chắc là nó chậm ở đây không? Đúng rồi, mặt này chậm đấy. Mặt này chậm đấy. Ok, anh mua điện ở đây. Rồi. Cấp đúng điện đây cho chuẩn đấy. Em bỏ thằng... Thầy nhanh làm dây thì không bị cướp ở ra. Cứ bỏ thằng. Rồi, cái đá kính cần ghép nó thì không. Chỉ cái ghép vào rồi nó cướp điện thoại ngắn được. Cứ cầm nó thì cổ đi. Rồi cướp em, cháu dùng nha. Anh xem bóng chiều. Rồi, cái đặt thẳng xuống nhé. Nguồn thì phải lấy cái này. Cái nguồn của nó luôn, anh lấy rồi. Đây luôn. Đúng rồi. Đây, cắm vào kia luôn. Đấy, anh cho gắn đi rồi. Nó gắn kia chứ. Ở đây có một năm này hết mẹ cắm bao nhiêu thì chắc thử cái đồ ngoài này nhé. Anh cắm từ đây là cắm từ đây nhiều. Ok. À thế thì bỏ qua ngay. Không có sao cắm được. À dây cũng được. Cắm đây nhưng mà cắm đây nhưng mà không cắm ở đây vừa mà. Đấy nghĩ nhầm sẵn đây. Đến đây này ok cắm bỏ anh đi. Cắm thì anh mình để yên hùng tám vào các này. Rồi em cho bóng điện đây. Anh đã lên bàn đi. Đây là em cho hết nó đây. Đây là em đấy, chính là còn cắm cả một chút nữa mà. Ok, bây giờ chút thì để em lấy cái này đã. Anh để cái nó làm cái nó để ở đây nhỉ? Không sao, cái kia. Kéo nó ra đây, chúng ta để là cái. Nháy lên đây. Rồi. Vâng. Ta đi lên. Vâng, đỗ thứ khác đi. Vâng, để lên mở TV lên cho đi nhà cái nào. Vâng, ok.
hay phim nhỏ. Anh chọn chế độ rồi đúng không? Ok. Để em chọn chế độ. Nhưng sao nó tìm đâu được cái nhảy nháy mà hay là nó không như thế? Em vừa tắt, đây giờ mới mở rồi. Giờ mở. BT vào Bluetooth này. Đi anh chế độ em chọn đi nữa. Quang ấy, em chọn quang ấy. Một bài hát nào nó xanh là nhận mà, đỏ mới không nhận. À đỏ mới không nhận. Đúng rồi, đỏ mới không nhận, xanh nhận. Đây thì em cho một tí như này, chơi nó thế này. Ok ok ok. Đây là S25. S25. Tổng này. Cái này mình chọn đây, mình chọn nhé, đây chọn, đây chọn chế độ thì mình nhận. Đây anh nghe có khác này. Các bạn em không nghe nhạc đâu. Nghe nhạc đâu rồi. Cái bim chỉ để xem phim thôi. Rồi, cái bim thì anh đã ai mà ở đây nó sẽ vào mỏng, nó hiểu không mỏng. Em hiểu chế độ khác thì nó có kêu mạng. Hay là phải chế độ pin đúng rồi con. À không, đây bây giờ nhé. Đấy, nhưng mà khi anh xem phim nó tăng lên 4 nha, nó mới đạt cái 4 nha. Thầy nhớ anh nghe nghe tin tí cách nhá. Em cho bộ phim xem nhá. Ok. Xem bom tấn đi, nghe nó rung rung rầm rầm. Trong phim mới. Phim này chắc phải chuẩn đấy. Ok. Giải cứu này, cuộc giải cứu này. Đây là. Xem chúng là máy bay nó bắn nhau. Có mà, vừa anh nghe cái cảnh máy bay nó bù 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 làm sao anh chạy 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 xong. Bởi vì đây anh toàn những nghe nghe trống nhiều mà chưa vào bắn nhau hay máy bay bay. Bắn nhau rồi đúng không? Đúng rồi.
chưa khai sang. Được lắm. Đi đây. Đặt tới. Sơn lên bọt phấn. Đấy, đạt chưa? Đây đây tăng nhà mày, đây cầm nắm cho nó gạt xuống à? Gạt lên, gạt xuống, gạt lên. Như giặc phim. Ôi mẹ ơi. Dùng hết kính rồi. Okay. Có ý gì hay không? Phải nó hỏi mày đấy. Phải nó hỏi anh đấy. Đọc xong. Bây giờ đi thẳng vào anh. Rồi, anh cứ đi thẳng lên thôi. Đi thẳng lên nhé. Thẳng anh cứ giống như anh dễ tay trái. Tay trái à? Xong đi thôi. Anh ơi, khi mà mình ra đến đường 5 cái là có lối rẽ đúng không? Ừ, ra đường 5 là có lối rẽ. Lối rẽ sang bên đường kia vào đúng không? Lối rẽ, à, nếu ra đường 5 anh đi cầu vượt cho anh vòng lại. À, có cái bây giờ cua lên cầu vượt à? Đi được một đoạn hả? Vâng, đi cầu vượt. Nếu đi thẳng ra thì anh sẽ thấy cầu vượt một bên rẽ tay trái, anh dễ là. Rẽ phải mới ra cầu vượt đúng không? Thì anh không dễ, anh cứ đâm thẳng lên cầu vượt, anh dễ tay trái thì cầu vượt nhá. Nãy anh đi vào là anh đi như này. Anh dễ. Rồi đây cô có nghe em đi lên. Rồi. Bây giờ anh ra anh... Rồi tóm lại là cái máy này nó có cầu lên, anh đi lên cầu vượt cho anh vào. Vào vào xong mình rồi. Ok ok. Đó. Ra đấy là nhìn ra. Ok ok. Em cảm ơn nhá. Ok, lắp đặt xong cho khách. Và Hải Dương ơi.